bắt 4 đối tượng chặn, đập phá kính xe đầu kéo vì nghĩ bị tạt đầu trên quốc lộ 5. Bực tức vì cho rằng tài xế xe đầu kéo tạt đầu xe mình, các đối tượng đã vượt lên chặn đầu xe rồi gây ra vụ xô xát, đập phá tài sản. Ngày 15 tháng 2, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 10 tháng 2. Tại quốc lộ 5, thuộc phường Bạch Giam, thị xã Mỹ Hào, theo cơ quan công an, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 2 năm 2023, Phạm Văn Sơn, sinh năm 1982, chú xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29C-00281 đi từ Hà Nội về khu công nghiệp Minh Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để làm việc. Lúc này, trên xe còn có 3 người đi cùng là Trương Văn Minh, sinh năm 1987, chú, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thành Long, sinh năm 1990 và Nguyễn Đình Nam, sinh năm 1996 đều trú xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khi đi đến địa phận phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào thì bị xe container biển kiểm soát 34C-15683, kéo rơ móc biển kiểm soát 34G-02692 từ phía sau vượt lên, tạt đầu xe ô tô do Sơn điều khiển. Bức xúc vì bị tạt đầu, Sơn đã điều khiển xe của mình đuổi theo xe container. Khi đến địa phận phường Bạch Sam thì đuổi kịp và Sơn cho xe vượt lên chặn đầu xe container. Sau đó, Sơn cùng Nam, Minh, Long xuống xe. Sơn cầm một gậy gỗ đi đến đầu xe container chửi, lái xe là anh Đỗ Văn Tuấn, sinh năm 1990, chú huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và dùng gậy gỗ chọc vào bên trong cabin xe. Thấy bị chặn xe và bị đe dọa, lái xe Tuấn và người đi cùng định xuống xe ô tô bằng cửa bên phụ thì Sơn chạy sang đóng cửa và tiếp tục chọc làm vỡ một ô kính cửa bên phụ. Mình cầm một đoạn gậy bằng tre dài khoảng 3 mét chọc vào cabin xe, Long cầm một chiếc bàn cào, cán bằng gỗ, bàn cào bằng kim loại. Nam chỉ đứng ngoài quan sát mà không can ngăn. Vì hành động của nhóm tài xế mà hàng loạt các phương tiện đang lưu thông trên quốc lộ 5 phải dừng lại phía sau, gây ùn tắc. Thấy vậy, 4 người định lên xe rời đi. Tuy nhiên, khi các đối tượng vừa lên ô tô thì thấy lái xe Tuấn và người đi cùng xuống xe. Lập tức nhóm của Sơn quay lại và xảy ra xô xát. Vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian 10 phút, gây ùn tắc quãng đường dài khoảng 200 mét theo hướng Hà Nội, Hải Dương. Lực lượng chức năng sau đó đã phải rất vất vả để thông đường cũng như đưa các phương tiện và người liên quan về trụ sở. Tại cơ quan điều tra, Sơn, Minh, Long, Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Mỹ Hào ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Sơn, Trương Văn Minh, Nguyễn Thành Long và Nguyễn Đình Nam về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp PC02 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.